Jacqueline Marsh sinh năm 1939 tại Washington. Bà có hai người anh John Marsh và Forrest Marshier. Dù là người thừa kế của vương quốc bánh kẹo, bà vẫn chưa chạm tới hạnh phúc sau hai lần đổ vỡ hôn nhân. Bà học tại Miss Hall School và sau đó theo học trường Bryn Mawr College. Jacqueline và các anh trai của bà được nuôi dưỡng trong một môi trường rất nghiêm ngặt. Cha của họ đã yêu cầu các con của mình làm việc tại các trang trại vào cuối tuần để tự kiếm tiền tiêu xài cho bản thân. Năm 1961, Jacqueline kết hôn cùng với David S. Badger. Họ đã có với nhau ba người con, Alexandra, Stephen và Krista, trước khi đi đến quyết định ly hôn. Và sau đó 2 năm, Jacqueline tiếp tục kết hôn với Hans Vogel, nhưng cuộc hôn nhân này cũng chỉ kéo dài được 8 năm và họ đã chia tay vào năm 1994. Sự phát triển của đế chế bánh kẹo lừng danh. Ông Brown C. Marsh, ông nội của Jacqueline bắt đầu công việc sản xuất kẹo bơ tại nhà. Năm 1920, ông chuyển đến thành phố Minneapolis, bang Minnesota và bắt đầu kinh doanh kẹo với thương hiệu Nogat House cùng với người con trai của mình, Forrest Edgewood Marsh Sr., cha của Jacqueline Marsh, và sau đó họ đã cho ra mắt dòng kẹo Milky Way Bars. Forrest Sr. chuyển đến Hoa Kỳ và bắt đầu mở rộng và đa dạng hóa kinh doanh của nhà Marsh. Năm 1940, ông thành lập M&M's tại Hoa Kỳ. Marsh Inc. ngày nay dưới sự đồng điều hành của Jacqueline đã nổi lên như một trong năm công ty tư nhân hàng đầu tại Hoa Kỳ. Tốt nghiệp Đại học Bryn Mawr, Jacqueline Marsh là một phụ nữ có học thức. Bên cạnh việc thành thạo trong lĩnh vực kinh doanh và tài chính, bà còn am hiểu về nhân học. Bà luôn giữ được tính kỷ luật và chăm chỉ. Đây là điều khiến bà trở thành một trong những nữ doanh nhân thành công nhất trên toàn cầu. Là người đứng đầu một tập đoàn lớn về bánh kẹo, không lạ gì khi Jacqueline là một người yêu thích cuồng nhiệt với các loại sô-cô-la. Trong một cuộc phỏng vấn, bà đã tiết lộ, thứ mà tôi thích nhất là sô-cô-la đóng hộp Etoam và tôi luôn được nhận loại kẹo ngon tuyệt này từ nhà máy. Marsh Inc. với 115.000 cộng sự làm việc tại 80 quốc gia trên toàn cầu, thì tương lai lâu dài của doanh nghiệp phụ thuộc vào việc họ dám thay đổi. Đó là lý do tại sao tại Marsh Inc. họ luôn tận dụng mọi cơ hội để tạo ra một tác động tích cực trong thế giới luôn thay đổi bằng cách tận dụng 5 nguyên tắc cơ bản. Cam kết chất lượng công việc và đóng góp cho xã hội, chấp nhận trách nhiệm của mình với tư cách cá nhân và công ty để hành động, đưa ra những quyết định dựa trên tính tương hỗ của các bên liên quan, sử dụng tài nguyên một cách có hiệu quả, tự do tài chính để đưa ra quyết định của riêng mình, không bị giới hạn bởi các bên khác. Marsh Inc. biết rằng những gì họ làm và những hành động của họ sẽ có thể xây dựng một thế giới tốt hơn cho thế hệ mai sau. Sô-cô-la không bao giờ chảy ra đời từ anh trai. Ron Marsh từng thuê con trai của mình, Forrest E. Marsh, về làm việc cho hãng kẹo ngay sau khi anh tốt nghiệp Đại học Yale. Nhưng mối quan hệ của cả hai đã gặp sóng gió vì bất đồng trong đường hướng phát triển. Vì thế, ông Ron cho nghịch tử một số tiền cùng quyền sản xuất kẹo Milky Way ở nước ngoài rồi yêu cầu anh tự khởi nghiệp. Gia đình Marsh đúng là có phúc khi Forrest còn thành công hơn cha tại Vương quốc Anh, mở rộng kinh doanh sản xuất ăn vật nuôi đóng hộp theo Degrees Wickers tiếng tăm, đồng thời thâu tóm luôn thương hiệu gạo Uncle Ben's. Dù thành công nhưng đến năm 1940, Châu lại về hợp phố. Forrest Marsh trở lại Mỹ và thành lập công ty M&M Limited tại Newark, New Jersey và hợp nhất thành siêu tập đoàn M&M Marsh. Mùa hè năm đó, Marsh buộc phải giảm kho hàng sô-cô-la vì không đủ điều hòa để giữ sô-cô-la đông đặc. Nhưng Forrest nảy ra ý định xây dựng cấu trúc bọc đường độc đáo cho kẹo M&M để bán được hàng quanh năm. Từ đó, dòng kẹo Finest Sô-cô-la Candies của M&M's chính thức ra đời năm 1954 cùng slogan lừng lẫy "Sô-cô-la sữa sẽ tan chảy trong miệng và khô ráo trên tay bạn". Với những thương hiệu mãi mãi thuộc hàng top thế giới như kẹo Snickers, thức ăn cho chó Pedigree, thức ăn cho mèo Cold Cuts hay hiệu gạo Uncle Ben's, gia tộc Marsh đang cất giấu một công thức thành công độc đáo nhất thế giới. Tai nạn ô tô kinh hoàng. Jacqueline Marsh từng bị một tai nạn xe hơi trên tuyến đường 50 của Mỹ tại Aldi, gần nhà bà ở vùng đồng bằng ở Northern Virginia. Xe của bà vượt qua giải phân cách đường cao tốc và đâm vào một chiếc minivan của Chrysler chở 6 hành khách. Các nhà chức trách nói rằng Orin C. Alisher, 86 tuổi, ở Huntsville đang ngồi ở ghế sau và không đeo dây an toàn đã qua đời tại hiện trường. Một người khác đang mang thai và sau đó bị sảy thai. Marsh bị buộc tội lái xe thiếu thận trọng và nói với một nhân chứng sau tai nạn rằng bà đã ngủ thiếp đi trên xe. Trong một buổi điều trần tại tòa án quận Trung, quận Loudoun, bà đã bị tạm giữ bằng lái xe của mình 6 tháng và ra lệnh trả tiền phạt $2,500. Mà sau đó đã nhận tội lái xe thiếu thận trọng với các xét nghiệm đã tiết lộ không có chất cấm, rượu hoặc thuốc trong cơ thể của bà mà có thể gây ra hoa mắt. Người phụ nữ nghiện các hoạt động từ thiện. Jacqueline là một người phụ nữ rất khiêm tốn và thực tế khi nói về cuộc sống cá nhân của mình. Một người phụ nữ hướng về gia đình, bà là mẹ của ba người con và bà của 6 đứa trẻ xinh xắn. Bà là người có lòng tốt bụng và bao dung mạnh mẽ khi luôn hỗ trợ hết mình cho các sự kiện từ thiện. Đặc biệt, Jacqueline còn có một tình yêu sâu sắc đối với những chú ngựa. Bà được cho là sở hữu những chú ngựa có tên Cutest, Spring Panache và Herbert Pallas. Jacqueline đã sở hữu những con ngựa đã thi đấu trong Thế vận hội Olympic. Bên cạnh đó, bà cũng có một khoản tài trợ mang tên Jacqueline P. Marsh National Grand and Training Grant được trao cho một tay đua ngựa, người đã được giới thiệu bởi Tổ chức đua ngựa Hoa Kỳ.
Jacqueline Mars là ủy viên của đội đua ngựa Hoa Kỳ. Bà là thành viên của ban giám đốc Thư viện Thể thao Quốc gia, Nhà hát Giao hưởng Washington và Bảo tàng Nghệ thuật. Bà thường xuyên đóng góp cho các hoạt động từ thiện khác nhau thông qua quỹ Mars của mình. Trong số những đóng góp từ thiện của mình thì nổi bật nhất là những đóng góp cho các bác sĩ vùng hẻo lánh của Úc và dàn nhạc giao hưởng quốc gia. Jacqueline hiện là chủ tịch Mars Foundation. Quỹ này có tài sản hơn 21,8 triệu đô la và quyên góp hơn 800.000 đô la, cung cấp chủ yếu cho các vấn đề giáo dục, môi trường, nghệ thuật văn hóa và các vấn đề liên quan đến sức khỏe.